Vâng, xin chào các bác. Hôm nay em xin giới thiệu tới các bác một cái radio cassette dòng mono của hãng Sony. Đây là một cái thứ nó khá thú vị đấy ạ. Nó có tên mã là CFM175TV. Như mặc định thì chúng ta có một cái cửa băng cassette nằm ở vị trí trung tâm. Vì là một cái thứ được định danh có thể bắt được sóng TV thì nó có thêm cái băng sóng thứ ba là bắt ở cái dải từ kênh 4 đến kênh 12. Đó là cái thể loại truyền hình analog hồi xưa đấy ạ. Rất may mắn là nó có FM108 và có cả dải sóng trung nữa. Cái điểm thú vị là nó có thêm cái đồng hồ ở bên góc trái. Chúng ta sẽ bước vào những cái bản test chi tiết trên cái con này. Đài có bề rộng tính cả núm vào tầm 32 cm. Nó sở hữu một cái củ toàn dải kích cỡ tầm 10 cm, màng giấy gần nhúng dầu. Bây giờ chúng ta sẽ bắt cái dải sóng FM trước. Văn hóa doanh nghiệp thiếu tầm nhìn dài hạn, chất lượng nguồn nhân lực chưa cao, kỹ năng quản lý nhân sự vẫn còn hạn chế, và nhận thức của một số cấp ủy lãnh đạo về xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp chưa đầy đủ và chưa đúng mức. Cái việc mà coi trọng lãnh đạo chỉ đạo xây dựng văn hóa doanh nghiệp cần phải quan tâm, đặc biệt là cái việc nêu gương, kể cả đảng viên, lãnh đạo và người đứng đầu là rất quan trọng. Trên cơ sở tổng hợp tiếp ra trong hôm nay, tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe đường tin 91 để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý nghĩa. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đến dải sóng chung. Cụ thể, trong 3 năm qua, đã tổ chức được 333 lớp học dành cho hơn 10.000 lượt học viên trên cả nước. Đây là những con số ấn tượng và là động lực quan trọng để tiếp tục bứt phá trong những năm tiếp theo. Tuy vậy, một số ý kiến cũng thẳng thắn nhìn nhận một thực tế, đó là công tác đào tạo bồi dưỡng báo chí hiện nay vẫn còn chưa đáp ứng được hết nhu cầu phát triển của các cơ quan báo chí trước sự thay đổi mạnh mẽ của công nghệ thông tin. Nhà báo Lê Trọng Lập, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Hà Giang nêu thực tế. Bây giờ có những cái khóa bồi dưỡng là trang bị ngay những kiến thức cơ bản, đồng thời là những cái công nghệ mới phù hợp đáp ứng cái nhu cầu làm báo hội hiện nay cho anh em phóng viên của chúng tôi. Đó là cái nhu cầu thứ nhất. Và nhu cầu thứ hai, nguy hại tới ngộ độc cấp tính hoặc gây ngộ độc mãn tính về những phẩm màu thực phẩm có 5 cái loại thực phẩm tồn tại ở trên chợ. Cũng phải đổi nội dung để đáp ứng môi trường công nghệ liên tục thay đổi và phát triển. Nhà báo Nguyễn Công Đán, Chủ tịch Hội Nhà báo. Đối với con đài này, em bao cả hai băng sóng bắt tốt. Cái khoản đồng hồ thì em ngu không biết chỉnh đâu ạ. Cái đồng hồ này nó có hai hình thức để chạy, và đồng thời nó có cả hẹn giờ tắt luôn đấy ạ. Tức là chúng ta xoay cái vành bên ngoài này, chúng ta có thể hẹn giờ tắt cái đài này được. Khi chúng ta cắm điện thì cái đồng hồ nó tự chạy. Đó là trong cái trạng thái khi chúng ta không lắp pin ở phía sau.
Còn nếu như bác nào mua cái con đài này, muốn sử dụng cái đồng hồ này như một cái đồng hồ đeo bàn thông thường thì bắt buộc phải lắp pin, một quả pin tiểu ở phía sau. Bây giờ chúng ta sẽ test đến cái tính năng thứ hai trên con đài này, đó là băng cassette. Đài đã được em tháo ra vệ sinh sạch sẽ bên trong ruột. Bên phần cơ cassette, dây cua loa nó nhũn nhão và em cũng có thay vào đây một cái dây, nó cũng không phải là dây mới. Như các bác đã biết, em từ xưa đến nay bán những thể loại này không bao giờ bao cassette chạy. Nhưng nếu nó còn chạy thì em vẫn test để cho khách hàng biết là hệ thống cơ khí nó vẫn hoạt động. Bây giờ anh em chúng ta sẽ nghe một đoạn băng cassette. Anh vì non nước tôi đang còn lửa khói, ôi xót xa đầy vơi. Đợi hai ba năm nữa quê mình thôi khói lửa, mời xuân đến với. Em tua nhé, tua tốt. Ba năm nữa quê mình thôi khói lửa, mời xuân đến với tôi. Giờ còn nặng hai vai, thân tha hương hồ hai, hỏi xuân có gì vui. Đối với những bác mà sành một chút về thể loại băng cassette sẽ biết được ngay con đài này hát tròn vành rõ chữ đây ạ. Để mà hát được tròn vành rõ chữ thì đòi hỏi cái hệ thống cơ đầu từ, bánh tì, trục nó phải chuẩn thì nó mới hát được như vậy. Chúng ta sẽ soi một chút về khoảng thiết kế. Các bác có thể thấy ở đây nó có hai cái núm, một cái là tuning lấy sóng, một cái là volume. Và hai cái núm này nó được làm lồi hẳn ra. Đây cũng chính là một cái điểm nhấn ở trên cái con đài này. Đồng hồ thì được đặt sang bên góc trái. Hình thức thì đồ hàng bãi thì không thể tránh khỏi những cái vết chảy chớt. Nhưng mà ruột gan con này em bao đẹp nha. Chính tay em tháo ra vệ sinh thì em dám bao đẹp. Ở sườn bên tay trái chúng ta thấy có hai kết nối, đây là cắm ra tai phone bên ngoài, đây hình như là micro thì phải, dâu anten zin. Ở đây là phía sau. Bác nào mua con đài này tự trang bị dây nguồn, do shop em hẻo, độ này không có dây nguồn kèm theo. Chỗ này chúng ta thấy có một cái chuôi nó thò ra, đây chính là cái phần để chỉnh cái đồng hồ. Đồng hồ thì em vẫn thấy nó chạy ấy, nhưng em ngu không biết chỉnh nữa. Ở đây là nắp pin. Khi chúng ta mở cái nắp pin này ra thì sẽ thấy nó cho lắp 4 quả pin dòng pin C. Pin C các bác nhé, đây là con đài 6V cho phép lắp 4 quả pin C. Và sâu bên trong kia là chúng ta thấy nó cho lắp thêm một quả pin nhỏ nữa, pin tiểu. Đó chính là cái đường để lắp vào để nuôi cho cái đồng hồ nó chạy. Khi chúng ta không cắm điện cái đài này thì chúng ta muốn cái đồng hồ chạy thì bắt buộc phải lắp quả pin vào đây nha. Như vậy cái ưu thế ở trên cái con đài này đó là nó nhỏ gọn, có tính di động rất cao. Chúng ta dễ dàng xách nó đi đây đi đó, thậm chí là có thể ôm theo mình cà phê cà pháo, hoặc là để ở đầu giường, vừa sử dụng nó như một cái đồng hồ để bàn, vừa nghe radio.
Thực sự những cái con kiểu như thế này nó không có nhiều. Cách đây khoảng 1 đến 2 năm thì em cũng đã từng bán vài cái. Mãi rồi ấy, thì em mới lấy thêm được cái kế tiếp này, chứ nó không có đủ nhiều để có thể mà nhập với cái số lượng lớn đâu ạ. Giá thì em đã đề ở ngay tiêu đề video rồi. Và bác nào có nhu cầu muốn sở hữu con này thì liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại em để chú thích bên dưới video. Xin cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian cho video này.